Chiều bên sông thấp thoáng ai đưa con đò, tiếng đàn bầu nao lòng người xa cố hương. Nhà bên sông có một người lặng lẽ, mắt nhìn theo bóng người cuối chân đê. Phận hồng nhan có mấy ai an lành, cuối dòng đời xuôi ngược cùng hư không. Giữa dòng trôi biết đâu bên trong bên đục, tiếng hò nghe nghẹn lòng bến sông xưa. Tèo à. Dạ. Con vô thông báo với mọi người ra đây bà nói chút chuyện. Cậu, con hết hồn luôn. Con tưởng là mọi người giở nóc nhà mình luôn. Đi lẹ đi. Dạ. Có nhiều quá. Dạ. Dạ ăn đi. Má. Gia đình đang gặp khó khăn, mọi người đều biết rồi đó. Vì vậy, kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ cắt giảm chi tiêu hàng tháng của mọi người xuống mức thấp nhất. Chi tiêu của mỗi người đâu có bao nhiêu đâu chị. Chị làm như vậy thì đâu có giải quyết được chuyện gì. Dạ đúng đó má. Phụ nữ là phải có một chút son phấn, sắm sửa. Bây giờ má cắt hết chi tiêu như vậy thì làm sao con đủ tiền mà xài. Mỗi người một ít, dồn lại thì nhiều. Như vậy cũng đỡ cho việc chi tiêu hàng tháng. Nhà này giờ không còn cái gì hết. Nếu ai mà không chịu nổi thì ra ngoài tự kiếm đường mà sống. Một chút. Con à, má chỉ có bấy nhiêu đây thôi, con đi bán chắc cũng được một ít, trang trải được phần nào hay phần đó con à. Con cảm ơn má. Đi đi con. Dạ. Đại bà, tôi nghe nói nhà ông Thanh, hội đồng Thanh bây giờ xuống lắm luôn rồi đó. Chuyện gì vậy hả? Vụ vậy? Ông thiếu nợ tiền hàng của nhiều người lắm luôn á. Bây giờ ông đổ bệnh luôn rồi. Ủa vậy hả? Ghê không? Nhà đã tiêu chắc rồi. Đúng rồi, ghê thiệt đó. Mà thôi nè, thì sao mấy bà nhiều chuyện vậy? Lo cũng hoài, nhiều chuyện quá. Nhiều chuyện gì? Ông bà đúng hoài. Mận Hai. Ủa chú. Chú nghe hết rồi. Không hiểu sao dạo này bên gia đình ông hội đồng sóng gió liên tục. Lúc này con nghe nói anh cả bên nhà ăn chơi trác tán dữ lắm, lấy hết tiền hàng, rồi ăn nhậu cờ bạc, cho nên bây giờ mới ra nông nổi như thế này. Trước đây Bình là người tốt, không hiểu sao từ ngày nó vào làm cậu cả, tính tình thay đổi quá trời. Chú Thời, chú quen biết với anh Bình, chắc chú cũng dễ nói chuyện hơn. Không biết chú có thể khuyên ảnh giúp con không? Tôi có nghe chuyện gia đình nhà chị. Hôm trước ông nhà của chị đến gặp chồng tôi rồi, cho nên tôi hiểu ý chị tới đây. Nhưng mà số tiền nó lớn quá. Không không, chị đừng có lo. Số tiền tuy nhiều nhưng mà chúng tôi đã giải quyết được một phần rồi. Bây giờ tôi chỉ cần một ít thôi à chị. Vậy thì được. Chỗ bạn bè với nhau nhiều thì tôi không có, nhưng mà ít như chị nói thì được. Thôi chị chờ tôi một chút nha. Sanh à, dạ. Má bây giờ mới nhận ra trong lúc khó khăn á, mà mình mượn nhiều á, người ta không có cho, người ta sợ mình trả không nổi. Thôi thì bây giờ mình mượn một người một chút, rồi góp lại cũng nhiều mà con. Dạ. Nè chị đếm nha. Nhiều thì tôi không có, nhưng ít nhiều đây thì tôi cho mượn được. Chị đếm lại giùm đi. Được rồi, cảm ơn chị nhiều. Dạ. Thôi má con tôi về nha. Dạ không có gì chị. Cảm ơn cô. Chào con. Chị. Nói thiệt với chị cả chứ nhiều thì tôi không có, chứ chút ít thì tôi có thể giúp được chị cả. Dạ đây chị đếm lại đi chị. Cảm ơn chị nhiều ha. Dạ. Con à, con đem số tiền này á về trả cho đối tác để họ chịu nhập hàng cho mình. Mình buôn bán tiếp á mới có tiền nha con. Dạ. Con đi về trước đi, má ở chơi với cô Sáu một chút. Má cả đúng là bản lĩnh. Cha con quả là chọn người không sai mà. Con đi cả má. Đi đi con. Thưa cô con đi. Chào con. Anh đi vắng rồi hả chị? Dạ. Chị yên tâm đi, khi cháu nó xoay sở xong á, tôi sẽ trả chị đúng hẹn. Dạ. Dạ, chào chú. Cậu, sao rồi cậu? Xong hết rồi. Tiền bạc tôi đã thanh toán xong hết rồi. Bây giờ chú cứ ra cho người chở hàng lại đi. Dạ. Dạ tôi mừng quá rồi. Kỳ này là hết nợ nần rồi. Thôi chú đi đi. Dạ dạ. Chào anh ngồi. Dạ mời anh ngồi. Đây đây là tiền của anh. Cả Dũng lưng lời. Dạ đủ rồi anh. Vậy là tôi vẫn tiếp tục chở hàng qua bên anh, vẫn là mặt hàng cũ phải không? Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ. Chào bà. Anh Đức. Chào anh. Chào anh. Dạ mời anh ngồi. Cảm ơn anh. Đây đây là tiền của anh. Cả Dũng đứng lời. Anh kiểm tra lại. Đủ rồi. Bên tôi cũng sẽ cho người chở hàng tiếp qua bên cậu. Cậu cứ yên tâm. Có khó khăn gì á cậu cứ nói. Mình hợp tác lâu dài mà. Dạ cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Chào ông bà tôi về. Không được. Nhất quyết là không được. Bà, tôi tính là giao hết cho nó đó, bà thấy làm sao? Không được. Thằng Sanh, nó chỉ là thằng sinh sao đẻ muộn, lấy cái quyền gì chứ? Tôi mới là cậu cả trong gia đình này nè. Tất cả những tài sản của cha phải giao lại cho tôi chứ. Mày còn biết mày là con cả của gia đình này à? Tại sao mày không tiếp tay để mà xây dựng sự nghiệp, mà còn phá nó nữa? Nếu cái sự nghiệp này không có thằng Sanh á thì tan tành hết rồi. Sản nghiệp mấy chục năm của cha không có dễ dàng gì mà suy sụp đâu. Chuyện không có gì mà mọi người làm quá lên rồi tân bốc thằng Sanh hả? Nếu như cha không coi tôi là con cả thì trước đây cha đừng có thừa nhận tôi, đừng có rước tôi về làm cái gì. Mày! Ông à, bình tĩnh đi, ngồi xuống đi ông. Đừng có nóng. Cậu, có chuyện gì mà cậu gọi tôi gấp vậy? Ê, cậu có sao vậy? Thật cha già đó chuẩn bị giao hết tài sản của thằng Trả cho thằng Sanh rồi kìa. Vậy bây giờ cậu tính sao? Còn tính làm sao nữa? Bây giờ phải loại trừ nó, không thể để cho nó độc chiếm cái gia tài này được, hiểu chưa? Vậy thưa bà, cơm con đã chuẩn bị xong mà. Khoan đã, chờ đủ người rồi mới ăn. Con vô trong mời bà ba, cậu cả và cậu hai ra ăn luôn đi con. Dạ, dạ thưa bà ba đi thăm bạn ở cùng bên rồi bà. Còn cậu cả với cậu hai là cậu đi ra ngoài từ hồi sáng rồi. À, vậy con vô mời ông ra ăn cơm. Con nói với ông là mọi người đang đợi. Dạ, dạ. Mọi người ăn đi, tôi có hẹn với mấy người bạn rồi. Ăn đi nha. Ôi, riết rồi cái nhà này giống như cái chùa vậy đó. Thôi, khỏi ăn. Nhiêu vậy? Một xu. Chủ à, bây giờ cậu đừng cứ chần chừ nữa, cậu phải quyết định nhanh đi, chứ cậu mà cứ chần chừ hoài. Ông hội đồng mà bây giờ ông giao hết tài sản cho cậu hai là coi như cậu mất trắng luôn đó. Bây giờ mày có cách nào hay hay không? Cách thì có, nhưng mà quan trọng là cậu có dám mận hay không thôi. Thì bây giờ mày nói đi, tao mới tính được chứ. Như vậy, chuyện gì thì sao? Cậu yên tâm đi, làm sao mà có chuyện gì, đúng không? Cứ làm vậy. như vậy có quyền hút cá không? Không. Ê, lo nói chuyện dần lân nãy giờ mà quên hỏi thăm công việc của cậu lóng rài sao? Chán lắm chú ơi. Cái nhà đó từ trên xuống dưới không ai coi tôi ra cái thá gì hết. Tôi thấy ông bà hội đồng thương cậu lắm mà. Nhất là ông hội đồng đó đó. Ở trong chăn mới biết chăn có rộng. Toàn là đóng kịch không à. Tất cả mọi người chỉ biết có thằng Xanh thôi. Ngay cả người hầu nó cũng không coi tôi ra cái gì hết. Trong nhà chỉ có thằng Lợi là tôi tin tưởng thôi hả? Tôi nói thiệt nha, tôi không có quyền nói tới người trong nhà cậu. Nhưng mà tôi khuyên cậu được không? Tôi thấy cậu đừng có nên tin ai tuyệt đối hết trơn. Nhất là những người đang xu nịnh cậu. Chú Thời à, lóng rài chú có gặp Lụa không? Cô ta có khỏe không? Ừ, Lụa khỏe. Vậy thì tốt rồi. Nè, tôi nói cho cậu biết, cậu nên quên chuyện cũ đi, rồi mở rộng lòng ra với mọi người á, thì cậu sẽ thấy được hạnh phúc. Có những việc dù có cố gắng đến mấy cũng khó đạt được. Tôi biết dù tôi nói cả ngàn lần với cậu thì cậu cũng không có thông, nếu như bản thân cậu không muốn. Mà cậu cũng nên quên chuyện cũ đi, rồi tìm người bầu bạn đi mà. Lòng tôi chưa yên, làm sao chấp nhận người mới hả chú? Ủa, giờ này mà ông chưa ngủ sao? Còn bà? Hổm rày trời ơi, bức quá. Tôi mới nấu chè ăn cho nó mát. Thôi ông ăn chén chè này đi. Ông à, ông nghe tôi nói gì không? Hả? Tôi biết rồi. Bà đi ngủ đi. Ông có chuyện gì lo nghĩ phải không? Nè, ông lại suy nghĩ chuyện thằng Bình nữa phải không? Bà, tôi không muốn anh em nó xích mích với nhau. Nếu cái chuyện này kéo dài, tôi nghĩ rằng sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Tôi nghĩ sau lưng thằng Bình chắc là có ai xúi giục nó, chứ bản chất của thằng Bình nó không phải người như vậy đâu. Nè, nhưng mà ai vậy? Tôi nghi ngờ thôi, nhưng mà chưa có chắc chắn lắm. Thôi từ từ đi, ông cũng biết mà. Nè, ông ăn chén chè này đi nha. Để tôi xuống tôi lấy chén khác. Cẩn thận nha. Đổ rồi kìa. Trời, tảng sáng là cậu đã ra đây làm việc rồi. Cậu uống miếng nước cho mát rồi nghỉ ngơi đi cậu. Cảm ơn chú, cứ để đó đi, tôi làm xong chút nữa tôi uống. Dạ. Giá như mà cậu cả mình được một nửa như cậu hai đây thì tốt quá rồi. Cũng may là còn cậu hai đây tài giỏi để đỡ đần cho ông bà. Nghĩ cũng buồn. Mai, mở cửa cho má. Vô đi má. Đây là phần ứng trước, xong việc sẽ giao đủ. Nè, nhớ là phải mần cho sạch kia chưa. Biết rồi, chuyện nhỏ mà, không thành vấn đề. Đi. Mai à. Dạ. Con đi vô trong bếp á, pha cho má cải với má Tư 2 ly nước sâm nha con. Ủa, con nhớ bình thường bà Năm pha nước sâm cho má mà. Con đâu có biết khẩu vị của má thế nào đâu mà pha. Không biết thì phải học hỏi, phải tập chứ. Phận làm dâu con á, phải học cách chiều chuộng cha mẹ chồng cho nó phải đạo chứ. Mệt ghê. Trời ơi, thiệt tình á. À, trời ơi, nóng quá. Dạ, tụi dạ mơ ba. Hết trơn mơ ba, có chuyện gì vậy mơ ba? Tôi pha nước sâm á cho bà hội đồng của cô đó. Bao giờ tôi làm cái chuyện này đâu mà bây giờ cứ tôi làm. Bực dạ, mình à. Dạ thưa mợ ba, ngồi nghỉ để con làm. Ừ, làm đi rồi tôi bưng lên cho. Dạ. Dạ thưa mợ ba, con xong rồi, để con bưng lên. Để đó tôi bưng. Đầu với hiểm nguy. Cả đi. Cả đến lúc mày xuống máu rồi. Đối mặt với tử thần. Tên hung thủ chính hắn. Bản lĩnh kiên cường ấy đã khuất phục bản năng nguy hiểm. Tội phạm giết người đều có mặt khuôn mặt rất là ác và có ác cảm với người xung quanh. Chết đi. Với Gió Thành Tâm, Lê Pê La, Hòa Hiệp, đón xem. bộ phim truyện Việt Nam Bản năng nguy hiểm 19 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu trên truyền hình Vĩnh Long 1, bắt đầu từ ngày 11 tháng 8 năm 2016.